chào các bạn. Bữa nay Ngọc sẽ ăn món tôm hùm. Ngọc có mua ở chợ qua mạng hồi trưa, hồi chiều Ngọc đi làm về, Ngọc có mua ở chợ qua mạng được hai con tôm hùm. Đó, các bạn thấy rõ không? Đó, hôm nay Ngọc sẽ ăn tôm hùm với lại rau salad, với lại ớt, chả ớt, với lại dưa leo, với lại có mấy con tôm nhỏ nhỏ nữa. Và Ngọc sẽ chấm chung với lại nước sốt Ngọc làm, nước sốt Ngọc tự làm ở nhà, giống như là nước sốt của nó cũng giống như là nước sốt của Mỹ vậy đó, nó cũng giống giống như vậy đó. Và bây giờ và uống chung với lại rượu trái cây. Bữa nay Ngọc sẽ uống chung với rượu trái cây. Mời các bạn nha. Oh my god. Good. Ok. Bây giờ Ngọc sẽ ăn cái can trước ha. Sẽ ăn cái. Mời các bạn nha. Ăn cái này chắc mình phải dùng kéo. Ok. Sẽ cắt cạn nó ra. Ôi nó cứng quá các bạn ơi. Ôi nó cứng quá. Ăn cái này hơi bị cực chút, nhưng mà không sao, cực nhưng mà oh yeah. Ok, đây các bạn, bạn thấy rõ không, thịt cái hàng nó rất là nhiều nha, mà rất là chắc. Mời các bạn nha. Mình sẽ chấm thử với lại cái nước sốt này. Oh my god. Ngon quá các bạn ơi, rất là ngon. Thịt của con tôm hùm á, nó rất là ngọt, mà cái càng của nó thịt rất dai, ngọt mà dai, rất là ngon. Bỏ cho ớt vào đây, mình bỏ cho nước chấm, mình chấm cho dễ ha. Cái dĩa nhỏ quá mà hai con tôm hùm bự quá, thành nên bỏ không hết. Để ha. Chủ nhật này Ngọc sẽ đi mua cái khay bằng inox hơi bự bự một chút trong để đồ cho dễ. Bây giờ Ngọc sẽ bẻ cái con tôm hùm này ra ha. Oh my god.
bạn bẻ nó ra các bạn phải cẩn thận nha, chứ nó có mấy cái gai bên hông nè, nó đâm vô thịt rất là đau. Ôi dạ, các bạn dặn ra như vậy, dặn như thế này thì nó sẽ ra rất là ngon, nhiều thịt. Các bạn có thể nhìn thấy thịt của nó nè, rất là nhiều thịt nha, mà thịt rất là chắc. Ngọc làm dạng giống như là nước chấm của Mỹ, nước chấm của đồ ăn của Mỹ bên này á, nó rất là ngon. Em có bỏ chút bơ vô nữa, thành nó béo béo, chấm với lại hải sản, đánh với lại tôm này, tôm hùm này, rất là hợp với nhau, rất là ngon. Ồ, nó rất là cứng các bạn ơi, nó rất là cứng. Oh my god, đây đây là cái mình của nó đây các bạn, rất là nhiều thịt nha. Đó, ngon quá các bạn. Các bạn nào mà có dịp á vô Sài Gòn á thì các bạn mua con tôm này nè về đãi cho gia đình ăn. Ngon lắm, nó rất là ngon. Thì tại vì Ngọc coi ở trên YouTube, Ngọc cũng thấy á là bây giờ cái con tôm hùm này á nó cũng nhập về Việt Nam á, nên cũng có nhiều bạn làm trên YouTube đó cũng ăn, cũng mua, cũng ăn này rất là nhiều. Thành nên các bạn có thể tìm thấy ở trong mấy cái chỗ mà nhà hàng mà bán hải sản đâu đó thì các bạn có thể mua, các bạn có thể mua thử ăn đi. Con tôm hùm này nó rất là ngon. Thì mình thịt nhiều quá các bạn, cái phần đuôi đó thịt rất là nhiều. Mời các bạn nha. Ăn rất đáng đồng tiền, thịt rất là nhiều. Để cho mình
Ngọc quên chấm với lại muối, muối tiêu chanh. Cái muối mà Ngọc rất là thích khi ăn với seafood. Ăn với seafood Ngọc rất là thích ăn. Để Ngọc chấm thử cái muối muối tiêu chanh này thử có ngon bằng với lại cái nước sốt của Ngọc làm hay không nha. Chấm với lại cái nước chấm của cái muối tiêu xanh này á, các bạn bỏ khi mà các bạn vừa chấm xong các bạn bỏ vô viên miệng, các bạn cắn rồi các bạn nhai từ từ thì các bạn sẽ cảm nhận được là cái mùi seafood, cái mùi của con tôm hùm. Các bạn giống như cảm nhận được là cái mùi của con tôm hùm rất là nhiều. Còn lúc nãy mà Ngọc chấm với lại cái nước chấm mà Ngọc làm á thì tại vì Ngọc có bỏ thêm những cái gia vị khác nữa cho nên là chấm chung với lại tôm hùm á thì nó cũng ngon, nhưng mà nó không có cái mùi giống như là cái mùi mà mình chấm với lại nước mắm muối tiêu xanh này với lại muối tiêu này. Cái vị của nó rất rất là lạ. Dưa leo nè, ở thích ăn thì cái dưa leo chua ăn nó rất là giòn mà nó cảm giác thấy nhai trong miệng thấy nó đã, nó giòn giòn nó đã. Giờ đây là cái phần đầu đó nè các bạn, để mình coi thử trong đầu nó có cái gì không nha. Để mình tách ra thử trong cái phần đầu nó có cái gì không. Ôi gạch rất là nhiều các bạn ơi. Đây là cái phần đầu của nó nha. Này các bạn thấy rõ không, gạch rất là nhiều nha, rất là nhiều gạch. Oh my god, rất là nhiều gạch. Cái gạch của nó rất là béo nhưng mà không có ngậy lắm, nhưng mà rất là béo, béo lắm. Biết là trong mấy cái càng của nó có thịt không? Trong cái càng của nó cũng không có thịt gì nhiều các bạn. Có nhưng mà ít, chứ không có bánh nhiều.
Em sẽ ăn thử trái ớt này. Ý giờ chưa có ăn. Rất là giòn. Nhưng mà không cay tí nào các bạn. Không cay tí nào hết. Nó hơi the the một chút vậy thôi. Chứ còn không cay. Mà có vị ngọt. Có vị ngọt, ngon các bạn. Thôi chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip với mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn với, với lại cái video clip lần sau. Các bạn nhớ like, chia sẻ và và comment bình luận bên dưới để cho Ngọc biết là các bạn, nếu như mà các bạn muốn Ngọc ăn món gì thì các bạn có thể comment bên dưới, thì Ngọc sẽ đọc ha. Dạ thôi, chào các bạn.